Rồi, xin chào các bác. Đây là con loa LG PK3 nhé. Con này em cũng mới mua thôi. Thì trước đây cũng rất là lăn tăn mua con này, như kiểu là sợ là chất lượng nó không có tốt hoặc cái gì đấy. Thì sau khi mua về rồi thì em sẽ muốn nói với các bác là với cái giá 600.000 thì con này rất là đáng mua. Chất lượng âm thanh của nó phải nói là ok, kể cả các giải bass, chest, mid đều rất là ok. Em nghe nó là mấy ngày rồi thì hôm nay em sẽ làm cái clip để mà mở nó ra xem nó cấu tạo như nào, nó chống nước như nào, tại vì con này nó có chống nước mà. Rồi chơi luôn đi. Thì đây, cái clip này hiện giờ em mới tháo ra nên chắc chắn là có thể là cái clip nó sẽ khá dài. Rồi không mất thời gian nữa, chơi luôn đi. Tháo bốn ốc này ra. Ốc này là ốc lục giác nhé. Rồi, chắc hẳn biết rồi, ốc lục giác đấy. Nó có ốc, nó có, nói chung là con máy nào mà cứ có chỗ tháo ốc thì cứ tháo thôi. Tháo từng bên một. Rồi, tháo được bốn con ốc rồi. Chắc mình rút thì nó tách nó ra đây. Tách nó ra luôn này. Đó. Mình như hơi tối cho glass lên. Đó. Thì trong này thì sẽ có mấy cái ốc nhỏ nữa. Tháo ốc nhỏ ra. Tám con các bạn. Mình sẽ tháo từ từ. Con này mình mua gần 600.000, cho nên cũng chẳng cần bảo hành cho nó đâu, nó nghe được là được thôi, cho nên cứ phải tháo ra xem nó thế nào, chất lượng linh kiện nó như thế nào. Rồi mình tháo được bốn con ốc rồi, mình sẽ tách này ra. Rồi nó ra luôn này. Đó. Cái này chỉ là cái như kiểu nó chỉ là cái màng cộng hưởng thôi. Đây. Nó có thể đàn hồi được. Đó. Chỗ này nó có gioăng nhé, gioăng cao su này. Gioăng như kiểu cái gioăng đồng hồ ấy, đó. Gioăng này. Để mà chống nước mà. Cho nên khi mà các bác đổ nước vào đây ấy, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Đó, đổ nước đây không sao. Gioăng mà cao su chắc chắn lắm. Rồi để ra đây. Thì đây, cái linh kiện bên trong này. Cái này thì chắc chắn là phải rút rắc ra rồi. Và có khi là vẫn phải. À để xem nào. Hình như tháo bên kia. Thấy tháo bên kia rồi. Thôi rồi, mình sẽ tháo tiếp tục tháo bên kia ra. Tháo bên kia ra, phải tính sau. Tách nó ra thôi. Đó. Rồi, tiếp tục tháo 8 con ốc này nữa.
Ôi trời ơi, chết mẹ, gây hết đâu. Tám con ốc này, tám 14 con ốc ở ngoài nữa là 12 con. Hai bên. Gọi là cái máy này tổng cộng là ít nhất là phải tháo 24 con ốc. Mình ấy tháo 24 con ốc mới nhìn được cái bên trong của nó. Cho nên cũng có vẻ là khá lâu. Thường thường mình làm clip mình không muốn tua nhanh. Rồi, tám con ốc xong rồi. Thở ra thôi. Các bác chú ý nhá, mình sẽ lật như này. Thì khi mà tháo ra ấy, đây em để ý này. Thế đây có hai cái đây này. Đây này có hai cái mấu nhô lên này, chỗ này này. Đây một cái, đây một cái. Thì nó ứng với hai cái lỗ ở dưới chỗ này. Thì khi nào các bác lắp vào lắp lại, chú ý là cái mấu này nó sẽ vào cái lỗ đấy. Chứ không là nó sẽ có thể các bác xoay ngược đi nó sẽ bị kênh đấy. Chú ý cái này thôi, nhỏ, chi tiết rất là nhỏ. Hai cái mẫu. Rồi. Thì đây, em nhìn thấy cái cục pin của nó rồi. Đây bên trong này có mấy cái ốc nữa. Tháo ra tiếp rồi. Đây là một cái giữ cái main. Chỗ này có cái miếng để mà giữ cái cục pin này. Đó. Cái này của bên này. Đó, ok. Rồi. Đây, em sẽ thấy cục pin của nó này. Rút cục pin ra trước. Ok, khá có rút. Tháo cái giắc pin ra trước. Rồi. Tháo giắc pin ra có thể rút được pin ra đấy. Ây da. Rồi. Rút được pin ra rồi các bạn. Đấy cục pin của nó đây. Cục pin của nó là 5200 mAh. Và nó là hai cái nhé. Em thấy nó là hai cái thỏi ghép lại. Thì không biết nó là 5.000, tổng nó là 5.000 hay là mỗi cục 5.000. Cái này em cũng hơi chưa chưa xác minh được. Cũng có thể là mỗi 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 cái này 5.000, có vẻ hơi nhỏ. Thôi rồi kệ nó đi. Nhưng có thể là hai cái này cộng lại mới có 5.000. Cái loa này nó quảng cáo là được 12 tiếng mà. Thì có thể là cái này làm tổng lại là 10.000 đấy. Thôi. Cái này thì không quan tâm nữa đi. Cục pin. Giặt của nó những 6 chân 7 chân. Thôi rồi, bỏ đây. Tiếp tục nào. Tháo được cái rắc này rồi. Tiếp tục tháo rắc nữa đi. Rồi. Đây là cái rắc mà ra chỗ cái mấy cái cổng sạc. Đây là rắc loa này. Rút nó ra thôi, giữ cái main không thì nó bung nó mất. Rồi. Bên này là hết rác rồi. Bên này hết rác rồi. Rồi sang bên này. Bên này nhiều rác hơn các bạn. Có cả cáp nữa. Rồi cứ rút cái rác này ra trước đã. Rồi.
Đây có cái rác, à đây có cái cáp mà nối với cái khu khu sạc này, thì chỗ này có thể là cái cáp đi ra cổng Type-C của mình thì phải. Ok, nó cứ cho ra nào. À, đây có một cái rác nữa, cáp nữa, cho ra luôn. Rồi, hai cáp ra rồi. Đây là jack loa này, đốt luôn. Rồi, bên sâu trong này là cái jack mic này. Đây các bác này, thạch lỗ mic không? Mic đây này, mic đây này, cái dây màu đỏ này, lên mic đấy. Nó có được gắn cái keo như kiểu cái keo nến thôi. À, nó tốt hơn keo nến. Đó, trong này có cái mic nữa, các bác nhớ phải rút ra. Khá là nhỏ. Mình dùng cái nhíp này, có cái nhíp thì tốt, nhưng không sao, vẫn đút ra được. Rồi, đây rồi các bạn, vậy là hết rác rồi, tháo luôn cái ốc này ra đi. Này để sang một bên lẫn với cái ốc bên kia. Rồi, như em thấy có khi là mình rút từ bên kia sang. Rồi, rút từ bên này sang này. Đó. Đó. Đây là cái main của nó này. Quay chiều này. Đây, main của nó đây. Các bác nhìn rõ rồi chứ, sau mặt trước này em thấy là cái linh kiện nó khá là ngon đấy, phải nói là ngon đấy, linh kiện đẹp đó. Rồi mấy cái viền của nó được bọc cái lớp chống rung, chống sốc, chống rung, khi mà loa nó chạy nó rung mà đỡ bị kêu. Rồi bên trong này giờ mình đây là cái rác mà ra chỗ cắm sạc này, nó cũng được gắn như kiểu keo nến này. Bây giờ mình sẽ tháo cái loa này ra xem nó đang chống nước như thế nào ở cái loa, hai cái loa này. Thế này chắc hẳn sẽ phải tháo được cái mặt này ra. Rồi bây giờ thử tháo cái, chắc nó phải tháo cái này ra rồi, dùng cái này cậy ra thôi. Đó, cậy được các bác ạ. Đó, bác cái mạnh ra, nó ra được cái này thôi. Đó, bên này. Ây dồi, vãi trưởng. Rồi, cuối cùng em cũng cậy được các bác ạ. Nó ốp vào, nó có cái ngàm đây này. Làm trước nhỉ. Đây, nó có cái ngàm này nè, đó, ở cái ngàm này, chút là cứ kệ mạnh ra thôi, không không sợ hỏng đâu. Rồi kệ tiếp cái bên này, đó, có cái ngàm này, đó, bên này nữa, đó, rồi phá luôn này, đó, nó không dính cái gì cả, nên là các bác tháo thôi. Đây nó có cái ghi là mặt trên mặt dưới này. Đó. Mặt trên này, đấy, top cover này. Cái phần này nó bằng cao su các bạn. Em nghĩ là bây giờ mà tháo này ra ấy, thì cái khu này có khi mất chống nước, cho em tạm thời để nó ở đây đã. Mình sao tháo được cái mặt này ra. Mình sao tháo được cái mặt lưới bằng sắt này ra này. Này có vẻ hơi khó. Cái này chắc cứ cậy ra thôi các bạn. À, em thấy nó có lên được đấy. Cứ cậy ra thôi. Đó, lên đấy. À, thôi, gãy ra rồi. Chơi cái này vậy. Đó, lên được các bạn. Cậy nhẹ nhàng thôi. Cái chỗ này thì các bác cậy nhẹ nhàng thôi nhá. Tại vì mình làm mạnh quá có thể nó cong cái lưới này lên.
thì có thể là sau khi lắp vào nó sẽ không được ngon lành như trước nữa thôi. Cứ cậy từ từ, đó, cậy được rồi các bạn. Là mình lấy nhặt nhẹ nhàng ra thôi. À chà, bên kia còn khá chắc. Cậy này tiếp các bạn. Đó, cứ từ từ ra thôi. Chỗ này làm cẩn thận tí, không nó cong cái màng tí nữa. Mình lắp lại nó xấu. Rồi, rồi ra rồi các bạn. Đó, nó đơn giản thôi, nó như một cái dạng là mình nhét nó vào thôi, không có vấn đề gì. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử tháo con loa này ra xem. Tại vì mình như như cái này này lắp vào đây ấy, thì khi mà nước đổ nước vào đây ấy, thì nó vẫn vào được đến cái loa này. Nhưng mà để ý này, em để ý thấy là cái những cái viền này này, những cái viền này và những cái viền này nó đều được 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 như kiểu là gia cố bằng cái lớp keo ấy. Nhưng mà có con lớp keo này nó dán keo khắp cái chỗ tiếp xúc của giấy này với cái cao su này. Đó, chỗ này cũng được dán keo để vòng những cái dây gắn keo. Đấy. Rồi, tháo ra xem thế nào. Rồi, ra rồi các bạn. Ồ, nhẹ nhàng lắm, không vấn đề gì. À, tháo cả không dùng tay cũng được. Đây, loa đây. Đó. Đây cái loa mình đây. Thì đây nó được có một cái gioăng này, các bác để ý này. Có một cái gioăng, gioăng nó chặn ở đây. Nó cũng thuộc dạng như kiểu gioăng mấy cái đồng hồ thôi. Chắn nước có nghĩa là nước nó chỉ đi được đến đây thôi, chỗ này sẽ gặp cái gioăng này chắn đó. Còn cái loa của mình đây, chỗ này gắn keo này. Đây, loa là 4 ôm, không biết bao nhiêu watt, không ghi watt ở đây, 8626. Cái này theo thông số nhà sản xuất thì nó bảo là 8 W đây, nhưng mà mình không biết nó có được 8 W hay không. 8 W với hai cái là 16 W, mà đây là chỉ ghi 4 ôm thôi, không có cái công suất. Đây, đây. Rồi, cái này với cái này thì chắc nó cũng như nhau thôi, chứ có khi không cần phải tháo cái này nữa, nó cũng là 4 ôm thôi. Cái này nó tương tự như nhau mà. Đấy, thì còn mỗi cái phần mà nối ra chỗ khu sạc này này là được gắn bằng keo nến này, nó một dạng kiểu như keo nến. Thì nếu mà mình tháo này ra ấy, thì chắc chắn là mất sống nước hỏng. Ở đây đây là cái dây lên mic này, mic chỗ này mà, đây mic đây đó, nó cũng được gắn keo này. Đấy, và trong này có một cái cáp, bên trong này này có một cái cáp để lên cái bảng điều khiển này. Thế thôi, nó chỉ có thế thôi. Cái cáp đấy thì em thấy không được. Đây, cái cáp này này, cái cáp dây cáp này lên 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 trên bảng điều khiển ấy, thì chỗ này không được gắn keo, thì chắc chắn là chỗ khu này nó gắn keo hết rồi. Thì bây giờ mà lật này lên ấy, là hỏng, có nghĩa là mất chống nước, mà cũng lật lên cũng chẳng giải quyết được cái gì, chẳng có cái gì hay ho chỗ này, chỉ có bảng mạch ấn nút ấn thôi, có gì đâu. Đó, thế thôi. Tóm lại là quan trọng nhất là cái main của mình này, cái main này, cái loa này và cục pin. Đó, cục pin này trông xịn lắm các bạn, trông đã lắm, cầm nặng, chắc nặng cục pin nặng phết. Đó, ba cái thành phần quan trọng nhất. Rồi, cái clip mà bên cái khâu mà lắp vào ấy thì thôi nhé, không sẽ không quay nữa vì nó sẽ ngược lại thôi, nó đơn giản thôi. Rồi, ok.
Cảm ơn các bác.